người phụ nữ mang thai đã uống đều yêu thích hương vị thơm ngon dễ uống của Emma Magdalena. Hãy uống thử và cảm nhận. Sự chắc chắn an toàn của Magdalena với tinh dầu nho và chiết xuất vô tông giúp giữ căng và phục hồi da khi đang ngủ, cho bạn làn da trắng tinh trong đầy sức sống. Oh, theo công thức tinh túy giữa Magdalena sử dụng tất cả Magdalena ngày và đêm mới. Não bé bắt đầu phát triển ngay từ tuần thứ 8 của thai kỳ. Emma Mama A cộng mới được bổ sung D A Power cộng giúp trí não bé phát triển toàn diện ngay từ trong bụng mẹ. Emma Mama A cộng giúp giữ cho mẹ tương lai cho bé. Sau một giấc ngủ hàng đêm của bé, bạn không phải vội vã thay tạ.